Trong một năm chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp công nghệ mới xuất hiện thêm là gần 13.000 doanh nghiệp, tương đương với 28% suốt 30 năm qua. Con số này cho thấy, COVID-19 là một cơ hội lớn cho quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam. Lấy doanh nghiệp là trung tâm, để hỗ trợ tiếp cận thông tin về đổi mới sáng tạo cũng chính là trọng tâm của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nước ta được cộng đồng quốc tế vinh danh là nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh ở châu Á. GDP tăng trưởng trung bình 10 năm qua đạt 6,3%, là một trong những nền kinh tế mới nổi thành công nhất, đẩy lùi dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng trên thế giới. Những kết quả trên cho thấy một triển vọng kinh tế của Việt Nam rất tươi sáng, phía trước niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế về sự phục hồi mạnh mẽ kinh tế của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Trong thời gian tới đây, cả nước ta, khu vực nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Win Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Với hơn 150 gian hàng, trình diễn nhiều công nghệ tối ưu do doanh nghiệp Việt, các viện, trường chế tạo giúp nâng cao năng suất, tăng hàm lượng đổi mới sáng tạo. Hàng loạt các công nghệ nổi trội góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế như công nghệ tay nâng trợ lực, trạm thu di động tín hiệu truyền hình vệ tinh ứng dụng trên bờ biển, máy thở không xâm nhập e-pass, thu hút sự chú ý của các cá nhân và tổ chức khi tới tham dự Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo 2021. Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng, Việt Nam có đầy đủ nguồn lực về mạng lưới có viễn thông và công nghệ thông tin lớn, ngang tầm thế giới, cho nên các doanh nghiệp trên cả nước rất tự tin trong công cuộc đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng sáng tạo rất nhiều những cái sản phẩm, những cái công nghệ mà mang tính là Make in Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là chắc chắn là các doanh nghiệp đầy đủ cái điều kiện và đầy đủ lòng tự tin để thực hiện cái chuyện là đổi mới sáng tạo. Hiện nay chỉ có điều là nếu mà hành lang pháp lý của chúng ta hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn thì công cuộc đổi mới sáng tạo, công cuộc chuyển đổi số sẽ đi nhanh hơn. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, việc khởi công dự án cơ sở trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cũng được diễn ra. Việc tổ chức triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam và khởi công dự án cơ sở trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thể hiện cam kết của chính phủ, đồng hành cùng với doanh nghiệp, cá nhân đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam là điểm đến của sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.